Tự nhiên thấy ngại ghê. Trời, cái gì vậy nè? Đừng nói là bạn đang để ý ai nha. Nhưng mà người ta có biết bạn thích người ta không? Mà có khi người ta biết, người ta lại không thích bạn á. Sao bạn dám nói vậy chứ? Minji à, bạn thấy móng tay của Ân hôi không? Hả? À, bạn đang nói mò giữa móng tay có phải không? Mình cũng có nữa nè. Làm sao làm được vậy? Mình nghĩ là các bạn nữ lớp mình ai cũng nhuộm hết trơn á. Nếu có thể giữ mò giữa móng tay đến mùa tiết đầu tiên thì sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của đời mình. Tình yêu đích thực sao? Nói vậy tức là hầu hết các bạn nữ trong lớp của con đều nhuộm móng tay với cây hoa bóng nước ở trong vườn hay sao? Dạ đúng đó mẹ. Mẹ cũng làm cho con đi được không mẹ? Con cũng muốn nữa nha mẹ. Con nữa. Mấy cái đứa này thiệt là. Mà thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng nhuộm móng tay ha. Đầu tiên mấy đứa con hãy ra ngoài vườn hoa hái cả hoa và lá của cây bóng nước vào cho mẹ, có được hay không? Sau đó hãy nghiền nát cả hoa và lá chung với nhau. Làm vậy sẽ giúp màu trông đẹp hơn. Sau đó cho vào một chút bột phèn. Nhưng nếu mấy đứa cho nhiều quá thì hỗn hợp sẽ bị chuyển sang màu đen, vậy là không có đẹp. Vì vậy hãy cho một muỗng cà phê thôi nha. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ để hỗn hợp vừa trộn được lên trên móng tay giống như vậy nè. Sau đó lấy một màng bọc thực phẩm bao kín các ngón tay lại. Màu của hỗn hợp sẽ bám vào móng tay của chúng ta. Vậy là xong. Wow! Nè, cũng đã trễ rồi, mấy con mau về phòng ngủ đi. Sáng mai thức dậy, móng tay của mấy con sẽ có màu rất là đẹp. Thích quá đi à, con phải đi ngủ liền đó. Coi chừng lớp màng bọc bung ra đó. Bộ móng chứ gì thói quen khi ngủ có đúng không hả? Đúng vậy, tức thiệt chứ. Mình nhất định phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Nhưng mà cha đu nè, sao tự nhiên bạn lại có quyết tâm muốn nhuộm móng tay vậy hả? Không lẽ bạn thật sự đang thích ai đó như anh Huy đã nói hay sao? Thiệt hả? Bạn đang thích ai vậy? Mình có quen không? Mình không có nói đâu. Đừng như vậy mà, nói cho mình biết đi. Bạn ấy thích ai chứ? Vậy còn mình thì sao? Để coi coi, chắc chắn phải có manh mối về người cha đu thích ở đâu đây nè. HMB là ai vậy chứ? Hành nhân viên hai man bố. Rốt cuộc người này là ai? Là ai vậy? Nhất định lần này mình sẽ nhuộm được bộ móng tay. Bất quá thì đêm nay mình không ngủ. Tuyệt đối không được ngủ. Mình phải tìm việc gì đó để làm thôi. Buồn ngủ quá rồi.
Mình nhất định phải tỉnh táo mới được. Được người đó là ai, nhưng mình mới nảy ra một ý tưởng. Ôi trời ơi, tại sao con lại thức nguyên đêm chỉ vì cái này chứ? Mẹ ơi, mẹ tháo ra cho con nhanh lên đi. Dễ thương quá đi à. Thiệt hả? Mình cũng thấy rất là đẹp. Nè Jun Suk à, sao tự nhiên bạn lại treo tay vậy hả? Bộ bị thương sao? À, tại vì mình bị té đó mà. Hả? Rất nhiều người đang chờ trận tuyết đầu mùa, nhưng năm nay theo dự đoán thì trận tuyết đầu mùa sẽ tới trễ hơn mọi năm. Cha Đu à, con qua đây phụ mẹ lặt giá đi con. Hả? Đây là cái gì vậy hả? Không phải là mẹ đã kêu con phải thường xuyên cắt móng tay hay sao? Ê trời ơi, con mau qua đây, mẹ cắt móng tay được đâu. Trận tuyết đầu mùa năm nay vẫn chưa tới nữa mà mẹ. Con đứng lại đó cho mẹ mau lên. Không được. Cha Đu, có mau đứng lại hay không? Cái con bé này. Ý thiệt tình à, cái con bé này chạy đi đâu rồi không biết nữa. Ê, cho Cha Đu. Mình không thể cắt móng tay trước khi tuyết rơi được. Nga tuyết rơi không yên bút, bộ móng tay của mình sẽ tuyết rơi. Bản tin tiếp theo, hôm nay cầu thủ quốc gia Hong Myeongbok đã tổ chức họp báo để thông báo về lễ kết hôn của mình. Cái gì chứ? Ồ, hôn lễ của tôi sẽ sớm được tổ chức. Cảm ơn mọi người. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng sơ loại của giải đấu World Cup. Và người đang giữ bóng là cầu thủ Hàn Quốc Hong Myeongbok. Anh ấy di chuyển rất nhanh. Một pha phạm lỗi nghiêm trọng và hành động này xứng đáng nhận một thẻ đỏ. Ồ, có chuyện gì xảy ra? Có vẻ như cầu thủ Hong phải rời khỏi sân đấu rồi. Tôi nghĩ đầu của anh ta đã bị thương. À, sao lại như vậy chứ? Việc cầu thủ Hong rời sân là điều đáng tiếc cho đội tuyển Hàn Quốc. Thôi xong rồi, có khi trận này chúng ta không thắng được quá. À, đó là Hong Myeongbok, anh ấy đã trở lại sân đấu rồi. Anh ấy thật vững chãi, không có gì có thể đánh đổ được anh ấy. Anh ấy đang dẫn bóng đi thẳng vào khung thành. Gol! Yeah! Anh ấy đang ghi bàn rất là tuyệt vời. Cầu thủ Hong Myeongbok đã làm được rồi. Wow! Cầu thủ Hong Myeongbok, anh ấy thật là tuyệt vời. Thì ra là vậy, tình yêu đích thực mà bạn muốn kết hôn chính là cầu thủ bóng đá Hong Myeongbok sao? Nhưng mà mình không thể giữ được bộ móng tới ngày tuyết đầu mùa, cho nên anh ấy đã cưới người khác rồi. Cha Đu à, bạn đừng khóc mà. Mình nghĩ là các bạn trong lớp mình cũng không có ai giữ được bộ móng đâu.
Gì vậy? Sao cha Đu lại khóc? Chuyện là sáng nay trận tuyết đầu mùa đã rơi, nhưng móng tay của bạn ấy lại bị cắt trước đó rồi. Cái gì? Sáng nay tuyết rơi rồi hả? Đúng vậy đó, tuyết đầu mùa rơi rồi mà. Thật vậy sao? Móng nhuộm của mình vẫn giữ được nè. Gì chứ? Bạn chấp nhận băng bó cả cánh tay chỉ vì nó thôi sao? Thiệt là, sao mình lại không nghĩ tới cách này vậy ta? Chúc mừng bạn nha, bạn sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của mình. Thật vậy sao? Mau nói coi, người bạn thích là ai vậy? Bí mật, cái này là bí mật. Gì vậy chứ? Con cũng nghe mà có phải không? Dạ. Đó, con lại nghe nữa rồi. Tiếng động phát ra từ cổng nhà của mình có đúng không? Ba đâu rồi hả mẹ? Có nên gọi ba ra không mẹ? Ba của con không có ở nhà. Hôm nay bà con nhận được tiền thưởng, thế nào cũng đi uống rượu rồi. Không thể tin được mà. Chúng ta đang rất cần một người đàn ông ngay lúc này. Mẹ cũng hiểu điều đó mà. Ba ơi, hãy vui lên. Chuẩn bị. Một. Hai. Là ba. Cha Đu hả? Phải có một ngôi đền mới ở gần đây chứ. Tại vì tôi nghe thấy tiếng đập của cá gỗ liên tục luôn á. Ba. Ba, trán của ba bị sao vậy? Ai đã đánh ba đúng không? Không phải đâu, chắc đầu ba va chạm ở đâu đó thôi à. Nhưng giờ không sao rồi. Ba nhớ cẩn thận hơn á. Ba thì ổn, nhưng còn cổng nhà mình thì tính làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ nghĩ sao hả? Mình có nên đổi cánh cổng mới bằng thứ gì đó mềm mại và đàn hồi hơn? Cũng được á. Hôm qua ba của con nhận được tiền thưởng, chúng ta sẽ lấy số tiền đó để sửa lại nhà, vậy có được không? Phải ha. Hôm qua được tiền thưởng, chờ anh một chút nha bà xã, anh sẽ đi lấy liền. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nha. Wow, thật hay quá. Ba là tuyệt vời đó. Ba đâu mất rồi hả? Không thể nào, không lẽ ba đã làm mất rồi sao? Trời ơi, mình nhớ rõ là mình đã để nó ở trong ví mà. Vậy là không được ra ngoài ăn tối rồi. Cậu chủ ác bà. Các con hãy đi học đi mau lên. Mình à, chúng ta cần nói chuyện. Gì đây? Em muốn nói chuyện với anh bằng cách viết vô giấy hả? Hãy viết những gì em nói trước khi em nổi giận. Được rồi, anh đồng ý. Đây nè em coi đi. Nhưng em có nghĩ là như vậy có nhiều quá không hả? Gì chứ? Không có. Ý anh là em rộng lượng quá. Vậy được rồi. Bây giờ em mau đi thay đồ rồi đi làm đi. Được. Nè. Không đời nào có chuyện anh sợ cái mảnh giấy đó đâu nghe chưa. Anh có thể viết hàng trăm hàng ngàn cái luôn. Alo, tôi nghe đây. Hả, Trần Vũ đó hả?
Hy vọng là tối nay ba sẽ không đi uống rượu nữa. Anh về rồi đây. Họ không thể nào hoàn thành bất cứ việc gì nếu không có anh. Ôi trời ơi con gái, giờ này mà vẫn còn thức hả? Anh được rồi à, ba thấy hơi mệt nên phải vào tắm đây à. Đứng yên đó, em cần phải kiểm tra vài thứ. Thổi hơi đi. Em nghĩ anh đi uống rượu chứ gì. Thật ra anh không có uống đâu. Anh đi làm suốt ngày hôm nay mà. Tại sao em lại không tin anh chứ? Không tin, thổi hơi ra đi. Thôi được rồi, nè. Thổi mạnh hơn nữa cho tôi. Ôi trời. Đây là cái gì vậy hả? Ba ơi ba, ba đã nhai bao nhiêu kẹo cao su vậy? Do hôm nay hơi thở của ba có mùi á. Không thể ngửi được mùi rượu gì kẹo cao su. Xong rồi ha, anh đi ngủ đây. Mình thấy cái gì đó không đúng cho lắm. Ủa, ai gọi cho nhà mình vào giờ này vậy ta? Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Hả? Mình à, đợi một chút đi. Thật là xin lỗi, anh có thể lặp lại những gì anh vừa nói hay không? Tôi gọi tới từ quán bar Corner. Ông Joy Hodon đã để quên cái bóp ở đây, vui lòng đến để nhận lại. Dạ được, xin cảm ơn anh. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đó lấy. Mình à. Các con à, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. Để con ngủ chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. Ba ơi, nhìn ba đẹp lắm luôn á. Ba hả? Chanu à, con hãy mau dậy đi nha. Ta-da, tất cả đều là do ba làm đó nha. Chúng ta hãy cùng ăn thôi. Dạ, yeah, nhìn rất là ngon. Mẹ ơi, sao ba lại làm vậy? Từ giờ ba của con phải làm việc nhà trong một khoảng thời gian. Ba đúng là tuyệt vời. Có gì đâu. Trời, mặn quá. Món này bị mặn hả? Để ba thử coi. Mẹ nghĩ là ba có thể nấu ăn được sao mẹ? Nhưng mà thật sự không có thể ăn được đâu. Đừng lo, rồi ba của con sẽ làm tốt hơn thôi mà. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại kết hôn với ba vậy hả? Nhưng mà tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Bởi vì con thấy hình như là mẹ không có thích ba mà. Sao con lại nghĩ như vậy? Ôi trời ơi, không phải như vậy đâu. Nếu uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của ba. Cho nên mẹ mới cố tình làm như vậy, để hy vọng ba của con sẽ uống rượu ít lại đó mà. Nhưng nếu ba con bỏ rượu luôn thì thật là tốt. Không lẽ trước khi kết hôn ba cũng như vậy sao? Cứ thích đi uống rượu hoài. Trước khi kết hôn đó hả? Để mẹ nhớ thử lại ngày ấy coi sao. Đúng rồi, ba của con không phải là người uống nhiều trước khi kết hôn đâu con. Trước đây ba không phải như vậy hả mẹ? Hồi trước khi kết hôn, ba của con hầu như không uống lấy một giọt rượu luôn đó. Con muốn xin ba hãy cho phép tụi con được kết hôn, xin ba hãy đồng ý ạ. Tôi thật sự rất thích thái độ của cậu. Được rồi, mà cậu uống rượu được không vậy? Dạ. Dạ thưa ba, anh Hodon hầu như không uống lấy được một giọt rượu. Gì chứ, vậy mà cậu dám gọi mình là đàn ông được ha? Dạ, không phải là vậy đâu. Thật ra con uống rượu cũng giỏi lắm. Tuy là con không thích uống rượu cho lắm, nhưng thời gian ở trong quân đội, con đã được cho nghỉ phép vì khả năng uống rượu của mình đó. Cậu nói ta chưa có tin, hãy chứng minh cho ta thấy đi. Trời ơi, anh Hodon, anh ổn không vậy? Thiệt tình, cậu ta chỉ mới uống có chút xíu thôi mà. Con hứa với ba là sẽ làm cho Nahia được hạnh phúc. Anh Hodon ạ. Nahia nên sẽ làm cho em hạnh phúc và hãy tin anh đi. Đó chính là lý do
Vì sao mẹ lại khóc vậy? À không, mẹ có khóc đâu chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Ba, ba không có ở đây hả chị? Ủa, cái bánh đó là sao vậy? À, hôm nay chính là sinh nhật của ba tụi mình á. Cái gì? Sinh nhật của ba con? Ôi trời đất ơi, sao mẹ lại không nhớ chứ? Nhưng ba đi đâu rồi hả mẹ? Cái gì? Ba không có ở ngoài sân hả? Không thấy ba ở đó. Thôi các con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm ba về nhà ngay. Tụi con cũng đi tìm ba. Ôi trời ơi, ba của các con có thể đi đâu mới được chứ? Hả? Mẹ ơi, ba ở bên kia kìa. Ủa? Ba ơi, mình... ba ơi. Ôi trời ơi, hồn đuôn à. Anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Mình ơi. Bà xã hả? Các con nữa. Chỉ là muốn nấu cho gia đình mình món súp cá rong biển nên bà đã đi ra siêu thị. Ôi trời ơi, trời bắt đầu tối rồi sao? Cho anh xin lỗi. Anh không làm gì sai hết đâu cần phải xin lỗi chứ. Anh không biết rằng anh và các con đã làm cho em hạnh phúc như thế nào đâu. Bà xã. Nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn nữa nếu như sau này anh có thể uống rượu ít lại. Được rồi, anh hiểu lòng em mà. Anh sẽ cố gắng uống rượu ít hơn. Đói bụng quá. Con cũng đói bụng. Đói bụng rồi hả? Vậy mau về nhà thôi. Ba sẽ làm cho các con món súp thật tuyệt. Dạ. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn mì có được không? Nếu để ba nấu thì con sợ. Các con đừng lo mà. Cứ về nhà đi. Mẹ sẽ nấu món súp cá thật ngon cho cả nhà. Ba, thật tuyệt vời. Nhanh lên về nhà thôi. Tụi con đói bụng lắm rồi. Nhanh tuyệt quá. Hôm nay trời đẹp quá ha. Đã vậy còn có gió nữa, mát ghê. Nè Dodo nè, sao bạn dám làm chuyện này? Hết hồn rồi phải không? Giờ ai mà thèm chơi mấy cái trò trẻ con đó nữa. Bạn ấy làm mình sợ quá. Bạn yên tâm đi, chắc chắn bạn ấy sẽ té cho mà coi. Cho chừa cái tội bày trò chọc phá tụi mình đi. Các bạn ơi, nhìn mình nè. Tóc của bạn đẹp thiệt đó. Hôm qua mình với mẹ đã đến tiệm làm tóc nổi tiếng để làm. Và tóc của mình như biến thành một bông hoa xinh đẹp. Trời đất ơi, vậy thì bạn nên cẩn thận với mấy con ong đi nha. Bởi vì mấy con ong hay có thói quen đi tiệm hoa để hút mật lắm đó. Ủa? Bạn ganh tị thì cứ việc nói đại ra đi, mắc câu làm gì? Hồi nãy bạn nói Đôn Đôn sẽ bị té. Ngay lập tức bạn ấy té liền. Rồi tớ Ân Huân cũng bị ông với chị té khói luôn. Vậy thì sao chứ? Ý mình là mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì bạn nói á. Đúng thiệt ha. Chắc là mình hên thôi. Không phải vậy đâu. Mọi chuyện đều xảy ra chính xác y như lời của bạn nói luôn. Nhưng mà mình chỉ nói những điều mình nghĩ ra thôi à. Có khi nào bạn mang trong người năng lực nhìn thấy trước tương lai không cha đúng? Có thiệt không vậy? Vậy tụi mình làm một bài kiểm tra nho nhỏ đi. Để coi có phải là mình biết trước được tương lai hay không. Chuẩn bị nha. Hãy chuyển màu cho ta. Đèn giao thông đổi màu rồi kìa. Mình làm được điều đó thiệt hả? Chắc chỉ là trùng hợp thôi à. Một hai lần thì không nói, đến mức này thì không còn là trùng hợp thôi đâu.
Ê, cái tòa nhà đó nếu xảy ra chuyện lớn tới mức phải phá sản thì mình mới tin là mình có siêu năng lực đó Minh Chi. Nhưng tòa nhà đó lớn quá mà, nếu có chuyện thật thì đáng sợ quá. Chuyện như vậy làm sao mà có thể xảy ra được? Cũng đúng ha. Không phải chứ, tập đoàn Hanjun Group vừa tuyên bố phá sản sao? Sao có thể được? Đó chính là tòa nhà hôm qua mình thấy. Trà đều đang đúng chuyện đó rồi. Chưa bao giờ mình đáng trí như vậy hết. Minh Chi mà cũng quên làm bài tập sao? Nhưng mà thật sự có bài tập đó hả? Coi cậu kìa. Trời đùa, bạn làm bài tập chưa vậy? Hôm nay mình cố tình không làm đó. Bạn nói vậy là sao hả? Cố tình không làm bài à? Vì hôm nay có vẻ cô giáo sẽ không kiểm tra bài cũ đâu. Có phải bạn đã thấy trước chuyện này giống như hôm qua không hả? Không biết có đúng hay không nữa, nhưng mà mình thật sự đã có suy nghĩ này ở trong đầu. Nào cả lớp, hãy mở sách ra. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của những từ ghép với từ dan. Cô đã viết lên bảng rất nhiều từ ghép với từ dan, các em nghĩ còn từ nào không? Khi ghép từ này với từ kia, chúng ta lại có một từ mới. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. Thấy chưa, cô thật sự không kiểm tra bài cũ. Không cần nghi ngờ gì nữa, bạn thật sự là nhà tiên tri đó. Mình hả? Có thiệt không nhở? Nè, Chojadu, sao bạn đoán được vậy? Hay thiệt chứ, bạn ấy nói chung y chóc luôn. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Các bạn ấy còn đuổi theo không hả Minh Chi? Không có, hình như mọi người về nhà hết rồi. Bạn hãy nói thiệt đi, tụi mình ở đây đợi bạn mấy giờ nè? Còn có thời gian ăn kem nữa nè. Không có đâu nha. Mình đã đứng ở đây đợi bạn ấy trước các bạn nữa kìa. Mọi chuyện thật sự sẽ xảy ra như những gì bạn đã nói đó hả? Tất cả đều là thật luôn. Mặc dù cô muốn tin nhưng đúng là Shadow có thể nhìn thấy được tương lai đó. Lúc bạn đoán đúng chuyện cô không kiểm tra bài tập, nói thiệt là mình đã nổi da gà khắp người luôn á. Mình mới là người nên nổi da gà đây nè. Ngày mai tụi mình vẫn còn phải học tiết đó có đúng không? Tuy là bây giờ không biết lời bạn nói thật hay giả, nhưng mà làm gì có chuyện đoán không sai chứ. Tất cả đều đúng hết trơn, vì mình luôn ở bên bạn ấy mà. Shadow à, nếu bây giờ bạn chịu trả lời tụi mình, ngày mai lên lớp mình sẽ làm cho các bạn ấy không làm phiền bạn nữa. Đúng đó, đúng đó. Bạn hãy giúp tụi mình đi Shadow, một lần thôi cũng được. Mình năn nỉ bạn đó, Shadow à, Shadow à. Các bạn nói thiệt không? Đương nhiên. Vậy cũng được. Mình luôn có cảm giác không tốt mỗi khi Jun Suk đi trên đường. Bạn phải luôn cẩn thận với nước đó. Thiệt tình, trên đường làm gì có nước chứ. Nếu vậy thì phải cẩn thận cái gì? Vậy là Shadow nói đúng rồi. Mình cũng cảm thấy lo lắng cho Đôn Đôn lắm. Bạn nhớ cẩn thận khi ăn uống nha. Nếu không chú ý thì nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó cho coi. Ý Shadow là phải cẩn thận với bầu trời trong xanh này sao? Có vẻ cũng không đáng tin cho lắm. Gì vậy? Không lẽ cây kem lúc nãy có vấn đề gì sao? Anh Huy cũng phải cẩn thận đó, nhất là mấy thứ như kim nhọn, nếu không nhất định sẽ có rắc rối. Đừng nên chủ quan nha. Kim nhọn sao? Mấy cái kim nhỏ nhoi đó thì sao phải sợ? Những gì bạn ấy nói đều lần lượt xảy ra hết. Được rồi, đã kết thúc chuỗi ngày tiên đoán, từ giờ mình không nói gì nữa. Nhưng Shadow đã đoán sai một chuyện. Đó là chuyện bạn ấy tiên đoán với mình không hề xảy ra. Cho nên Shadow không phải là một nhà tiên tri. Trật tự, sao ồn quá vậy? Là
Shadow đó cô. Bạn ấy nói mình biết trước được những chuyện tương lai, nhưng mấy chuyện bạn ấy nói đều sai hết trơn à. Ờ, là Shadow sao? Con người làm sao có thể biết trước được chuyện tương lai chứ? Các em đến trường là để học chứ đâu phải là để lừa dối bạn bè. Nhưng mà em đâu có lừa gạt gì đâu. Thì ra Shadow không phải là nhà tiên tri mà là tên lừa đảo. Được rồi, được rồi. Nè các em, ngày mai là ngày gì vậy? Dạ, là ngày đi cắm trại. Chính xác, các em nhớ tốt lắm. Cô nghe dự báo ngày mai trời sẽ lạnh, cho nên các em nhớ mặc áo dày để giữ ấm nha. Bạn bớt giận đi, để dành tâm trạng ngày mai đi cắm trại nha. Minji ơi. Chào Shadow. Nhưng mà sao bạn lại mang theo dù vậy? Mình thấy hôm nay trời cũng rất đẹp mà. Tự nhiên mình muốn mang theo thôi à. Trong cặp của mình còn có áo mưa nữa đó. Tụi mình đi thôi, coi chừng trễ đó. Được rồi. Chụp nè. Ủa, cô nhớ dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay trời mưa đâu. Đã. Cô ơi cô, mau nhìn bên kia kìa. Ôi trời ơi. Là Shadow. Nếu dự báo thời tiết không thông báo trời mưa, vậy sao bạn ấy biết để mang những thứ đó vậy? Hình như bạn ấy thật sự có năng lực của một nhà tiên tri đó cô. Trên đời này không có ai dự đoán được tương lai hết. Tất cả chỉ là chuyện trùng hợp. Có lẽ vì trận mưa ngày hôm qua nên Eun Hui đã bị cảm rồi, cho nên hôm nay em ấy sẽ không đi học. À, Shadow à, lát nữa em lên văn phòng gặp cô nha. Dạ, một mình em hả cô? Chị đang làm cái gì vậy? Sao từ nãy giờ cứ đâm đâm chỗ đó hoài à? Hôm gì chị không tìm được ven cho nên hơi lâu một chút. Không lẽ chị là thần tập sinh? Không phải, chị làm y tá cũng lâu rồi. Shadow nói mình phải cẩn thận với kim nhọn chính là cái này sao? Trời Shadow, tất cả là tại bạn đó. Cô ơi cô, em sẽ không đoán bậy nữa đâu. Nhưng thật ra em chỉ nói những gì em nghĩ thôi. Hoàn toàn em không có ý lừa dối gì mọi người. Cho Shadow, hãy nghe đây. Dạ thưa cô. Trong năm nay vận may của cô như thế nào hả? Shadow à, bây giờ sức khỏe của ba cô không được tốt lắm. Ông ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Chắc là không nguy hiểm đâu đúng không? Còn nữa nha, dạo này giá nhà lên liên tục. Em tiên đoán thử xem cô có nên mua một căn hay không hả? Hay là cô nên đầu tư cổ phiếu? Mà nếu như mua cổ phiếu thì mình nên mua loại nào sẽ có giá hơn hả em? Còn nữa nha, cô nghe nói là năm nay á, trường mình sẽ bình chọn giáo viên giỏi. Em thử tiên đoán xem cô có được danh hiệu thi đua hay không? Tới cô mà cũng như vậy sao? Mình không sợ, mình không sợ. Không gì làm mình sợ được hết. Mẹ ơi! Shadow đi công viên giải trí. Sao mẹ la con? Cái này là hai em làm chứ có phải con đâu. Con chỉ đang cố gắng pha màu cho hai đứa thôi. Tụi nó đang cần màu tím để vẽ cầu vồng mà. Có điều con thử hoài nhưng không có ra được đúng chuẩn màu tím, cho nên con mới xin mẹ tiền để mua màu vẽ mới chứ bộ. Thôi đi, tím cái gì mà tím hả? Con là chị lớn thì phải coi chừng hai em chứ. Mẹ mới vô nhà tắm có chút xíu mà các con đã làm loạn lên vậy hả? Con ghét mẹ luôn, ghét còn nhiều hơn hôm qua nữa. Con mới nói gì hả? Troy Shadow, con hãy mau giúp hai em tắm rửa cho sạch sẽ hết màu vẽ trên người đi. À khoan đã, tắm cho con mèo này luôn đi.
Trời ơi, lưng của mình đau quá đi. Mẹ ơi, tất cả đã sạch sẽ hết rồi, con nghỉ mệt đây. Má. Sạch cái gì mà sạch hả? Trên tường vẫn còn chưa lau hết kìa. Con không thích, tại sao con phải là người lau dọn chứ? Đừng có mà lem bem nữa, làm theo lời mẹ nói đi. Chị ơi, có cần em làm phụ không? Đừng có hỏi nữa, em muốn phụ thì cứ phụ thôi. Con không cần phụ, con mới tắm xong, coi chừng lại bị dính màu nữa bây giờ. Hai đứa cứ tránh ra đi, như vậy là đã phụ chị rồi đó. Nè, thấy tôi mặc vậy có đẹp không? Nhìn như hề vậy trời. Không được đâu, anh không thể làm vậy được, sẽ bị ghét đó. Vậy phải làm sao? Còn làm gì nữa, làm với tôi nè. Hả, không thấy ba bi sao? Rốt cuộc con coi chừng em cái kiểu gì vậy hả? Con bận mà, mẹ đã kêu con lau màu dính trên tường và sàn nhà còn gì. Con mau đi tìm em về đây cho mẹ. Baby ơi, em ở đâu? Chị đang làm cái gì vậy? Đang tìm dấu vết. Có phát hiện rồi đây. Ủa, thằng bé kìa. Nè, chơi sân ghi. Sao em ra ngoài mà không nói với chị vậy hả? Thằng bé hư hỏng này. Baby ơi, em đâu rồi? Baby ơi. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng tụi con không tìm được em. Ơi, thiệt là nhẹ nhõm. Nè, trai sân ghi, sao em có thể ngủ như vậy hả? Để em ngủ đi. Lạ quá à, chưa bao giờ thấy mẹ như vậy luôn. Baby đi lạc rồi, công việc của anh quan trọng hơn con trai hả? Anh mau về nhà cho em. Cho dù là sự kiện một tặng một kết thúc thì cũng không thấy mẹ phản ứng như vậy. Nếu như mình biến mất thì mẹ có như vậy không ta? Cha Đu ơi, con hãy chạy nhanh lên. Mẹ với bà Bi đang ở đây chờ con nè. Dạ, con đến liền đây. Mừng ngày đó bà Bi sinh ra đời, hãy hát vang lời chúc mừng. Như vậy là không được công bằng nha. Hồi sinh nhật con chỉ được ăn một tô mì tương đen à. Thật vậy sao? Mẹ không nhớ nữa. Hả? Tôm chiên ngon quá đi. Cha Đu nè, con đi lấy giùm mẹ chút nước đi ha. Em ăn xong cần phải uống nước liền đó. Em hơi thiền vậy á, ít ra cũng phải để Cha Đu ăn cái đã. Ba là nhất. Cũng được, vậy anh đi lấy giùm con bé đi. Con còn làm cái gì vậy Cha Đu? Mẹ kêu con đi lấy nước kìa. Mau đứng dậy đi lấy đi, nhanh lên. Ba ơi ba. Ngon thiệt á. Cái này là của em. Chị ơi, chị mua giùm em kẹo bông gòn nha. Chị ơi, em muốn bông bông. Chị không phải là người hầu của hai đứa. Nếu có mua gì, cũng phải nhớ lấy tiền thối đó. Mẹ đúng là không công bằng chút nào. Mình có phải là người giúp việc đâu chứ. Biết vậy thà mình ở nhà chơi với Nuronchi còn vui hơn. Chán quá. Cha Đu ơi, Minchi à, gặp được bạn ở đây thiệt là vui quá đi. Đúng là bạn thân với nhau có khác, bạn cũng bị đối xử bất công y chang mình luôn. Mình cứ tưởng nhà bạn phải khác nhà mình chứ, nhưng mà sao bạn lại cầm cái can lớn quá vậy? Tính ra thì Minchi ơi.
em nói đi vệ sinh một chút rồi về mà. Sao còn đứng đây làm gì vậy? À, dạ thật ra là... Dạ em chào hai anh. Em có sao không? Em muốn làm gì em cứ nói, tụi anh sẽ làm cho. Đúng đó, công chúa nhỏ của anh. Thôi đi, chuyện lấy nước dễ như vậy em cũng có thể tự đi lấy được mà. Coi kìa, dễ thương quá đi. Công chúa nhỏ của tụi anh. Hai anh thôi đi, em ghét hai anh lắm. Minchi à, tụi anh xin lỗi mà. Em đừng có giận được không? Bye bye bạn nha Minchi. Tụi mình bằng tuổi nhau nhưng bạn ấy thì như là công chúa, còn mình thì như người giúp việc trong nhà vậy. Kìa. Sao lại như vậy chứ? Mình đã mất công đi lấy nước rồi kia mà. Thật là bất công, mình vẫn là bóng nít mà. Mình chỉ lớn hơn Mimi và Barbie thôi, chứ mình vẫn chỉ là đứa trẻ 10 tuổi thôi đó. Hả? Được rồi, từ giờ mình sẽ tự đi chơi cho bỏ tức. Dạ, bán cho con một vé trẻ em. Nè, chơi cha đu. Mẹ đã nói với con nhớ lấy tiền thối rồi mà. Dạ con cảm ơn. Hả? Mình có nên qua đó chơi không ta? Mình không thể chơi thêm được nữa. Nhưng đúng là vui quá đi. Mẹ ơi, ba ơi, mọi người đâu rồi? Mimi ơi, ba mi ơi, mọi người bỏ mình rồi. Mẹ ơi. Cô bé ơi, con nín đi và mau ra đây nào. Cô chú sẽ giúp con tìm ba mẹ nha. Con không muốn. Dù có phải ở đây con cũng sẽ không đi tìm mẹ đâu. Con đã lỡ xài hết tiền thối rồi, nên chắc chắn mẹ con sẽ không vui. Mẹ ơi, đợi con lớn lên con sẽ trả lại tiền cho mẹ. Hay là mình bỏ qua cho con đi em. Đừng có mơ, em phải dạy nó một bài học. Giờ sao đây ta, kéo con bé ra đã. Alo, chúng tôi đang giữ bé gái tên Choi Chadu đến từ Hớt Sức Đông. Gia đình bé vui lòng đến phòng điều hành tại cổng chính để đón bé. Ôi mà sợ à. Thôi được rồi. Dạ con Chadu chú. Chú cứ từ từ tìm ba mẹ con cũng được mà. Cái này miễn phí có đúng không chú? Sao hồi nãy chú không nói sớm? Cô bé này thiệt lạ, đây không phải sân chơi của con đâu. Lời cái con bé xấu tính này. Nè mấy đứa, sao tụi em lại khóc vậy? Ở đây tụi mình có rất nhiều đồ ăn vặt mà. Nhìn xem nè, ống nhòm đó, có thể nhìn ra xa lắm luôn. Và người thắng cuộc của chương trình tài năng này chính là... Chú ơi chú. Sao con? Theo con đoán thì con sẽ gặp được gia đình của mình sớm thôi. Và bây giờ, người thắng cuộc của chương trình hôm nay là bạn Choi Chadu. Phần thưởng là chiếc bé giặt đời mới nhất. Con xin lỗi chú, nhưng mà con sẽ không nhận phần thưởng đâu ạ. Cái gì? Vì con chỉ là một đứa trẻ đi lạc, không có người bảo hộ. Cho nên con xin nhường lại phần thưởng này cho người kém may mắn hơn con. Không được. Trời ơi Chadu ơi, con gái ngoan của mẹ. Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi, con gái ơi. Trời ơi, may mắn quá đi. Mẹ ơi, con đang đứng bên này nè nha.
Rồi, từ giờ con sẽ không lạc ba mẹ nữa đâu. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm. Được rồi, mọi người cười lên nè. Một, hai. Của mình không có dư tiền để cho con tham gia cái đó đâu. Đừng có mà nhõng nhẽo nữa. Minji, run sốc, ngay cả Đôn Đôn cũng đi cắm trại luôn. Tại sao con lại không được đi? Con rất muốn đi mà mẹ ơi. Mình là Hướng Đạo Sinh. Bạn có đi cắm trại không? Trai Đương ơi, mình có tin tốt cho bạn nè. Mình đã nói với cô giáo Hướng Đạo Sinh về bạn. Bạn biết cô nói cái gì không? Cô nói là mình có thể dẫn thêm một người bạn nữa đó. Hả? Có thiệt không? Bây giờ bạn cũng là một thành viên Hướng Đạo nên có thể tham gia buổi cắm trại đó rồi. Ráng làm cho tốt nha. Đương nhiên, mình sẽ làm tốt mà. Cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Không có gì, đây là đồng phục của các anh chị khóa trên. Khi đến tham gia phải mặc cái này. Và phải tuân thủ theo những quy định được ghi ở trong đây nữa. Em phải nhớ đọc kỹ, không hiểu thì cứ hỏi. Dạ. Chúng ta sẽ lên núi, khí hậu trên đó có thể hơi lạnh, cho nên phải chuẩn bị áo ấm thật kỹ. Các giáo viên Hướng Đạo sẽ chuẩn bị lều và thức ăn cho tụi mình, nên chỉ cần mang vật dụng cơ bản là được rồi. Tuy nói là chỉ cần mang vật dụng cơ bản, nhưng mình phải chuẩn bị nhiều thứ lắm á. Mẹ ơi, mình có bộ đồ du lịch không? Mẹ ơi, mẹ cất xẻng ở đâu rồi? Mẹ ơi, con nhớ mẹ có túi ngủ mà. Sao không tìm thấy ta? Chị đi cắm trại có mấy bữa mà con muốn lật tung cái nhà này lên luôn hả? Thiệt tình à? Đây là cắm trại Hướng Đạo đó. Là một trải nghiệm mới. Con mong chờ lắm. Nồng nóng quá à. À, Chadu ơi. Nè, chơi Chadu, bạn làm gì vậy? Chadu ơi, bạn tới rồi hả? Ồ, nhưng mà sao bạn mang nhiều đồ quá nhỉ? Mình đã chuẩn bị rất kỹ cho lần cắm trại này đó. Nè, bạn định đi bán hàng á hả? Đúng là người lần đầu đi cắm trại, không biết cái gì hết trơn á. Mình nghĩ bạn cũng đang đi bán hàng đó. Ái chà, có vẻ mọi người đã tới đông đủ rồi ha. Xuất phát thôi. Chadu ơi, bạn có ổn không? Không sao, nó chỉ như miếng bánh thôi mà. Ở nhà mình còn làm nhiều việc nặng hơn vậy nữa. Chị ơi, nếu chị cho em cưỡi thêm 10 phút nữa, em sẽ cho chị mượn tiền. Mình hiểu rồi. Các bạn phải dùng hết sức của mình chứ. Con trai cái gì mà yếu đuối dữ vậy? Nhưng tại sao tụi mình phải kéo đồ cho bạn? Bạn tự kéo đi chứ. Đúng đó. Tinh thần của các nam Hướng Đạo Sinh không phải phục vụ và cống hiến cho xã hội hay sao? À thì đúng là vậy. Đó là lý do các nữ Hướng Đạo Sinh tồn tại, để cho mấy bạn học được sự yêu thương và cống hiến, có hiểu chưa? Rồi, nếu đã hiểu thì đi nhanh lên đi. Rồi, đã tới đất cắm trại, các em bỏ hành lý ra đi. Mỗi người hãy chọn cho mình một nơi ưng ý rồi dựng lều lên nha. Đóng chặt chặt. Cẩn thận đó. Ba ơi, kéo bên đó đi. Cậu cẩn thận đó, con đừng nha. Đúng rồi. Chadu à, bạn đã từng dựng lều rồi hả? Thì là giỏi quá đi.
Cái này có là gì đâu chứ, ở nhà mình cũng hay làm lắm. Hôm nay trời nắng quá. Thì ra là vậy hả? Mình đưa bạn theo là một quyết định hoàn toàn đúng đắn luôn. Shadow đi lần đầu mà còn làm được nhanh như vậy. Mấy bạn đi nhiều lần chỉ được như vậy thôi hay sao? Kém cỡ tới mức đó thì tính phục vụ và cống hiến cái kiểu gì? Thôi nha, tụi mình đã giúp bạn mà còn nói vậy hả? Bạn quá đáng quá à. Ngay cả điều cơ bản của một năm hướng đạo mà mấy bạn cũng không hiểu nữa phải không? Các em ơi, tối nay chúng ta sẽ đốt lửa trại. Các em có thể đi quanh đây đem củi về có được không? Chúng ta sẽ cần rất nhiều đó. Dạ, không có vấn đề gì thưa cô. Ngay cả lượm củi bạn ấy cũng thành thạo luôn. Không lẽ ở nhà cũng từng làm? Shadow ơi, Mimi ơi, tao mở cửa cho mẹ. Mẹ đã về rồi sao? Con đang làm bài tập nên con không biết. Có vẻ như lúc ở nhà Shadow cũng được giáo dục về kỹ năng sống thì phải. Mình không thể thua một người mà ngay cả huy hiệu hướng đạo cũng không có được. Lần này chính mình phải trực tiếp ra tay thôi. Shadow chỉ có thể lượm mấy cành cây nhỏ rải rác xung quanh đó mà thôi. Vậy thì mình sẽ đi lấy những cây củi lớn hơn nữa để xứng với huy hiệu đang tỏa sáng trên ngực mình. Các em à, các em có thấy anh Huy ở đâu không? Dạ đúng rồi ha, từ chiều tới giờ không thấy bạn ấy. Nó mới nhớ ha, hèn gì mình cứ thấy rảnh rỗi hay sao đâu á. Mình nghĩ không có cây nào lớn hơn cây này đâu. Trời tối quá, mình không nhìn thấy gì hết trơn á, làm sao tìm được bạn ấy đây? Có đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn khi không có đèn pin đó. Bạn nói sao, bằng cách nào chứ? Mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ quá, con không nhìn thấy gì hết. Bị cúp điện rồi, chắc khoảng một tiếng sau sẽ có lại thôi mà. Mẹ ơi, chúng ta đốt đèn cày lên đi có được không? Mắc công vừa tốn tiền mua cây đèn cầy, mà lỡ làm cháy nhà thì biết phải làm sao đây. Chúng ta sẽ không sao đâu, con qua đây. Tất cả hãy nhắm mắt lại một chút đi. Rồi, bây giờ mở mắt ra thử xem. Hả? Hay quá, con có thể nhìn thấy mọi người mà không cần đèn luôn. Mắt của con người có thể tự thích ứng để nhìn được trong bóng tối đó con. Wow, Shadow ơi, cách này thần kỳ quá đi. Dù không có đèn mình vẫn có thể nhìn rõ phía trước. Đây đều là những kiến thức thường thức thôi. Chân mình đau quá, không thể bước nổi nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Đừng đi mà, làm ơn cứu mình với. Anh Huy, thì ra là bạn ở đây. Đi rồi mới biết, bạn linh hoạt, tháo vát và còn rất sáng tạo. Hè, mấy cái này có gì đâu chứ, được trải nghiệm cái mới, mình vui lắm. Còn được thấy người nào đó đang vừa mẹ nheo vừa kêu cứu nữa. Hừ. Lại có thứ gì đó bay vô mắt của mình thôi chứ bộ.
con biết rồi. Mẹ ơi, con biết rồi. Mẹ đừng có nói nữa mà. Thương ghê chưa? Chắc là hôm nay bạn ấy đang mệt lắm đây. Thưa ba, con mới về. Con gái lớn ba về rồi. Ba ơi, ba nhìn cái này đi. Con đã chính thức được nhận huy hiệu nữ hướng đạo sinh rồi đó ba. Con gái của bà giỏi quá, bà rất tự hào. Con đi chơi có vui không? À phải rồi, lần đầu cắm trại thế nào con? Cắm trại hả? Mọi thứ rất thú vị. Vậy kể cho ba nghe con đã làm những gì. Ba thật sự rất tò mò về hoạt động của các hướng đạo sinh đó nha. Những việc mà con đã làm sao? Con đã làm gì? Chuyện đó, nói thật ra thì con thấy so với lúc con ở nhà cũng không có gì khác biệt cho lắm. Con nói vậy nghĩa là sao? Ý con là dù là đi cắm trại hay ở nhà thì không khác nhau là mấy á. Đó, con thấy chưa, đi cắm trại hay ở nhà thì cũng có khác biệt gì đâu, chỉ tổ tốn tiền thôi, còn mất sức và tốn thời gian nữa chứ. Mau vô nhà cất đồ rồi rửa tay đi, để mẹ đi chuẩn bị món canh nóng cho con nha. Mọi người nói đúng, thức ăn ở nhà là ngon nhất. Mời khách hàng số 121. Con có thể đổi tiền xu sang tiền giấy được không cô? Con có thể đổi tiền ở quầy bên kia kìa. Nhưng thôi, để cô đổi nhanh cho con. Bộ một mình con tự đem tiền đến đây đổi đó hả? Dạ, con chỉ đi có một mình thôi. Vậy thì con thiệt là một cô bé mạnh mẽ và can đảm. Và con cũng dành dụng được rất nhiều nữa. Con cảm ơn cô đã khen, nhưng con không có làm gì nhiều hết. Tất cả là nhờ ba của con hết đó cô ơi. Con chưa bao giờ nghĩ là mình lại phạt được nhiều như vậy luôn đó cô. Không hút thuốc. Ba. Con định không trả lại ba hả Nurongchi? Con đã biết trước ba sẽ như vậy rồi mà. Ba lại trốn ra đây để hút thuốc nữa chứ gì? Không phải đâu các con, lần này ba chỉ định ngửi thôi. Ba đã nói xạo, ba bị phạt 100 won. Ba bị đóng phạt hơn 1000 won cho ba giải lao xíu đi. Là do ba thôi, chính ba đã nói ba sẽ đưa tụi con 100 won cho mỗi điếu thuốc ba hút mà. Ba của con đã đóng phạt hơi bị nhiều từ mấy lần trước rồi cô ơi. Con sẽ dành tiền phạt của ba để mua một căn nhà đó cô. Vậy mà cô cứ tưởng trước đó ba của con đã bỏ thuốc rồi chứ. Cô đừng có nhắc chuyện không vui với con nữa. Cô xin lỗi. Vậy thì con muốn đổi tiền xu lấy tiền nào đây? Con muốn tiền thiệt là lớn luôn. Tiền lớn luôn sao? Con muốn đổi tờ 5000 won luôn. Dạ con chào ông. Con muốn cái này, cái này, cái này, cái đó, cái đó, cái đó luôn. Lấy cho con hết luôn ông ơi. Chadu à. Mang tôi hả? Bạn đang làm gì ở đây vậy hả Chadu? Minchi à, nếu bạn có muốn ăn gì thì cứ việc chọn nha. Đừng lo về vụ tiền bạc. Minchi à, nếu như ba của bạn nói sẽ bỏ thuốc lá, hãy cá cược với ba bằng cách phạt tiền. Đây, đồ ăn của mấy đứa nè. Quá nhiều như vậy luôn hả ông? Không biết mình có thể ăn hết trong hôm nay không đây? Ông ơi ông, ông bán cho con một bịch kẹo dẻo nha. Có một bịch thôi, bạn đủ ăn hay không vậy chứ? Nè, cho bạn ba bịch luôn đó. Ăn cho thoải mái đi nha. Ôi trời đất ơi, tại sao anh lại đồng ý đóng phạt cho tụi nhỏ như vậy chứ? Anh còn tiền chi tiêu cho tháng này hay không vậy? Ê, anh không còn đồng nào hết trơn đó. Tết năm nào anh cũng nói là sẽ bỏ thuốc lá, rồi có bao giờ anh thành công đâu. Em nói vậy làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Anh quyết định lần này sẽ làm được. Bây giờ anh không còn tiền để mua thuốc lá nữa. Có
Con xin chào cô. Lại là con sao? Cô nhìn con heo của con nè. Con heo đất này đang dần bự lên đúng không cô? Cô đoán là bà con đã thất bại nữa rồi có phải không? Dạ phải. Dạ lại hôm nay ngân hàng khá là đông. Con lấy số thứ tự rồi qua bên kia ngồi chờ đến lượt của mình nha. Dạ. Này là viên kẹo chua. Này là viên kẹo ngọt. Để con lượm lên cho chú nha. Là cái gì đây? Một tấm hình ma. Chú ơi chú, cái này không phải là thuốc lá hay sao? Tại sao lại có hình con ma trên hộp thuốc vậy hả chú? Con nói đây là hình con ma sao? Không phải đâu con gái à, đó là hình người mà. Tất cả các hộp thuốc lá bây giờ luôn có in hình đáng sợ như vậy ở bên ngoài bao thuốc. Nó cảnh báo chúng ta biết nếu hút thuốc nhiều thì sẽ có hậu quả như thế nào. Là hình người thiệt sao chú? Đó là lý do tại sao mà chúng ta không nên hút thuốc đâu con gái à. Tại sao một người có thể nhìn kinh khủng như vậy sau khi hút thuốc chứ? Cho nên chú cần phải bỏ thuốc lá ngay trước khi chú trở nên như vậy đó. Không được, mình nhất định không thể để ba của mình thành ra như vậy được. Mẹ ơi, Mimi à, Barbie à, Nurumchi ơi, mình cần họp mặt gia đình một chút. Mọi người hãy chú ý nghe con nói đây. Chúng ta nhất định phải giúp bà bỏ được thuốc lá kể từ bây giờ. Chị đang nói là ba hút thuốc lá nữa hả? Tụi mình đã nói ba đừng bỏ thuốc lá hồi nào. Đợi một chút cho xem cái này nè. Cái này là gì vậy chị? Đây chính là hình ảnh tương lai của ba đó. Nếu như ba không bỏ thuốc lá thì chắc chắn ba sẽ giống y như bức hình này vậy. Đúng vậy, mẹ hiểu ý con. Mẹ đã thử nhiều lần lắm rồi nhưng mà vẫn không thể nào bắt ba con cai thuốc lá được. Biết làm sao bây giờ đây? Nếu vậy thì mình cần phải làm mạnh hơn nữa mẹ à. Mẹ ơi, hai đứa, Nurumchi à, bằng bất cứ giá nào đi nữa chúng ta cũng phải ra sức giúp cho ba cai được thuốc lá. Cả nhà đồng ý với con không? Đồng ý. Chào cả nhà, ba về rồi đây. Cái gì vậy? Ba công nhận ra sao? Đây chính là khuôn mặt trong tương lai của ba đó. Ừ, con nói gì chứ? Mấy đứa à, mau lục soát người của ba đi. Các con à, ba chỉ hút có một điếu thôi mà. Bây giờ ba sẽ đóng phạt 500 won luôn. Nên bỏ qua cho ba 5 lần được không? Nhất định không được đâu. Việc ba bỏ được thuốc lá quan trọng hơn tiền bạc. Đúng vậy. Mấy đứa à, bình tĩnh lại. Để ba đi thay đồ rồi chúng ta nói chuyện tiếp có được không? Hôm nay đúng là ăn no quá à. Mới ăn cơm xong định đi đâu đó hả? Anh ra ngoài giường thôi có đi đâu đâu. Là phải đi với tụi con. Ba lại định đi ra ngoài này để hút thuốc chứ gì? Ủa, ba đi đâu mất tiêu rồi ta? Ba đi rồi hay sao hả Barbie? Ba đây nè chị cho đưa ơi. Ba à, từ giờ con muốn ba để cửa mở khi đi vệ sinh. Có phải là ba định lén hút thuốc trong khi đi vệ sinh có đúng không? Ba à, ba đi đâu vậy? Ngủ với tụi con nè. Em nghĩ là anh hãy bỏ thuốc lá đi là vừa. Ba ơi, ba không nên đi làm một mình. Ba hãy dẫn Nurumchi theo đi. Cái gì chứ? Sao ba có thể mang Nurumchi đến văn phòng được hả? Vậy thì làm sao tụi con biết được là ba có hút thuốc ở chỗ làm hay không chứ? Con gái à, ba đã cảm thấy quá mệt mỏi với việc hút thuốc lá rồi. Lần này ba thực sự bỏ thuốc lá, con tin tưởng ba đi. Ba chắc chắn với con không? Thôi được rồi, với tư cách là một trụ cột của gia đình, ba hãy hứa đi. Như vậy thì con không bắt ba mang Nurumchi theo. Ba xin hứa, ba xin thề. Ba sẽ hút một lần cuối cùng này thôi. Lần cuối cùng này mà thôi. Nurumchi, con làm gì ở đây hả? Con biết ngay là sẽ vậy rồi mà. Con thấy chưa, mẹ nói có sai đâu. Con nói là con sẽ không theo dõi ba mà. Ba đã hứa là ba sẽ không hút thuốc nữa rồi mà. Mẹ con em phải theo dõi anh để đề phòng những lúc như vậy nè. Bây giờ em không thể nào chịu đựng anh được nữa rồi.
Tới lúc này anh cũng không chịu đựng được cả nhà nữa. Em sẽ làm gì nếu như anh vẫn hút thuốc? Em sẽ đá anh ra khỏi nhà hay sao? Chào mừng đến với trại huấn luyện địa ngục. Nếu các bạn muốn nghỉ ngơi ở nhà sau giờ làm gì thì hãy bỏ thuốc lá. Nếu không thì các bạn phải tham gia trại địa ngục cho đến cuối đời. Tiêu tôi rồi. Tốt rồi, lần này nhất định ba sẽ phải bỏ thuốc lá thôi mẹ ơi. Mẹ tự hào lắm Shadow à, con đã làm được một việc mà cả đời này mẹ không làm được. Trời ơi, đâu có chuyện gì to tát đâu mẹ ơi. Nhưng nếu như mẹ thực sự nghĩ vậy thì mẹ tăng tiền tiêu xài cho con. Con đừng nói nhiều nữa, mau về phòng ngủ đi. Alo, tôi nghe đây. Đúng vậy, dạ sao ạ? Cái gì? Ý anh là chồng tôi bị đuổi rồi sao? Bị đuổi sao? Chồng của chị hút thuốc ở trại, không có cách nào đành phải cho anh ấy nghỉ. Chuyện này quá vô lý. Anh nói là anh giám sát rất nghiêm ngặt, để không một ai có thể lén lút hút thuốc mà. Đúng là như vậy, nhưng với trường hợp của chồng chị thì... Cái gì hả? Chồng của chị có lẽ không bỏ thuốc lá được. Tôi xin lỗi. Tôi cấp máy đây. Ôi trời ơi, chỉ còn có một điếu trong túi thôi sao? Mình không thể mua thuốc trong khu nhà mình ở được. Xin chào quý khách, mời quý khách để hàng lên tính tiền. Đây, tôi lấy cái này. Quý khách, chị lấy món này thôi sao? Phải, chị lấy một món này thôi. Xin chào, hình như chị là vợ của anh Dông Xích có phải không? Ôi trời ơi, dạ phải, rất vui được gặp anh ở đây. Anh là ba của Shadow có phải không? Dạ phải, xin chào chị nha. Mà cho hỏi chị đang làm gì ở đây vậy chị? Dạ, là tôi, thật ra tôi đang làm việc bán thời gian ở đây đó mà. Vậy hả? Ủa, chồng chị làm trong công ty lớn mà, vậy sao chị lại làm gì ở đây chứ? Tôi không biết phải nói sao nữa. Hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện để điều trị bệnh rồi. Anh ấy mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Cái gì? Ung thư phổi hả? Đúng vậy, mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Đáng lẽ anh ấy nên bỏ thuốc từ sớm. Không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải làm việc để kiếm sống. Tôi còn phải lo cho các con ăn học nữa mà. Xin lỗi, anh tính tiền xong chưa vậy? Tôi xin lỗi, tổng cộng của anh 4.500 won. Của quý khách đây. Đúng là không thể nào tin được. Dông Xích còn trẻ hơn mình nữa, sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Sau này cô ấy biết tính sao đây? Không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải làm việc để kiếm sống. Tôi còn phải lo cho các con ăn học nữa mà. Dạ con chào cô. Con đến rồi hả Shadow? Ôi trời ơi, heo đất của con đầy nữa rồi kìa. Con biết đó, những người cha không thể bỏ thuốc lá được đâu. Ba của cô cũng giống vậy. Dạ không phải đâu, cô đang nói đến chuyện gì vậy chứ? Con heo đất lần này không phải là tiền phạt mà ba vi phạm hút thuốc. Ba của tụi con bây giờ đã hết hút thuốc rồi. Còn đây chính là toàn bộ tiền phạt mà ba đã ăn cắp sô-cô-la của con. Số tiền này còn lớn hơn tiền phạt hút thuốc nữa đó cô ơi. Shadow ơi, mình tới nè. Minchi hả? Bạn mau vào đây đi. Chào cô Minchi à. Shadow à, chú ấy là ai vậy hả? Là bạn của ba bạn hay sao? Ai trời ơi, nhiều người nói vậy lắm rồi đó. Nhưng không ngờ là bạn cũng nói vậy. Minchi à, đây chính là ba của mình thiệt đó. Ôi trời đất ơi, sắp tới giờ ăn cơm tối rồi. Anh còn lấy bánh ra ăn nữa hả? Anh muốn làm những điều này là bởi vì anh không thể hút thuốc nữa mà. Nhìn ba của mình bây giờ có phải là khỏe mạnh lắm có đúng không? Nhìn giống như là một người khác luôn đó. Bây giờ ba đã bỏ được thuốc lá rồi, thiệt là tốt quá. Con và chị Shadow đã cố gắng hết sức rồi đó mẹ. Con mong sao là các người cha trên thế giới sẽ bỏ được thuốc lá và sống khỏe mạnh như ba của chúng ta vậy đó. Ôi trời đất ơi, con tính chăm sóc cho các người cha khác luôn hay sao?
Công nhận mẹ hiểu con quá luôn mẹ ơi. Con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Dạ đâu có gì đâu, con nói chơi đó mẹ.줄 거야.